Đất nước ta có bao nhiêu chùa Ba Vàng? Khi mê tín lộng hành là chữ nghĩa đi vào cửa mạt, hỡi những người chót học hãy mạnh mẽ lên. Thưa các bạn, 3 năm trước tiến sĩ toán học Nguyễn Ngọc Chu đã gửi gắm những tâm tư của mình đến với chúng ta. Trên mạng xã hội, ông là một người khá nổi tiếng. Ông có nhiều bài phản biện cầu kỳ và góp ý với chính phủ rất thẳng thắn, là một người có tâm huyết muốn xã hội chúng ta phát triển lên. Vậy thì hôm nay Facebook của tôi nó đăng lại cái kỷ niệm về bài viết của ông 3 năm trước nhưng vẫn còn nguyên tính thời sự. Có bao nhiêu chùa Ba Vàng? Một nhỏ. Tín ngưỡng là điều linh thiêng thần bí. Vì thần bí nên giữa mê tín và tín ngưỡng không có biên giới tường minh. Hai nhỏ. Nghe ông Thích Trúc Thái Minh giải thích về sự thần bí của linh, lấy ví dụ về bóng điện, rằng chưa bật điện lên thì chỉ thấy bóng đèn, không thấy ánh sáng. Bóng đèn như thể xác, ánh sáng như linh. Rồi lại nghe nhiều tiếng vỗ tay sau đó thì hiểu rằng con đường đến với khoa học thì xa xôi, mà con đường đến với mê tín thì ngay bên cạnh. Ánh sáng là vật chất, thưa ông Thích Trúc Thái Minh. Ba nhỏ. Nhưng bài viết này không nói về bài giảng của ông Thích Trúc Thái Minh. Bài viết này cũng không nói về chùa Ba Vàng. Mục đích bài viết này là đặt ra câu hỏi: trên đất nước ta có bao nhiêu chùa Ba Vàng? Ai đã làm biến tướng các chùa chiền? Và ai là tác giả của các chùa Ba Vàng mới? Bốn nhỏ. Thì câu trả lời là: trên đất nước ta có hàng trăm chùa Ba Vàng. Có nhiều chùa Ba Vàng mới khủng hơn chùa Ba Vàng Uông Bí. Đó là các chùa ở Bái Đính, ở Tam Trúc, là các chùa sắp mọc lên giữa hồ núi cốc, ở khắp nơi giữ nguyên khí linh thiêng của đất nước. Chính cơ chế của chúng ta đã đẻ ra một xã hội làm biến tướng các chùa chiền như đã thay đổi tại chùa Ba Vàng. Chính cơ chế của chúng ta đã đẻ ra xã hội sinh dưỡng những ông chủ của các chùa Ba Vàng mới. Từ đập phá các chùa chiền sau cách mạng là một bước đi thái cực, đến xây nhan nhản các chùa chiền nhất thế giới như bây giờ lại là một bước đi thái cực khác. Cơ chế của chúng ta không cho phép chúng ta bước liên tục tiến lên một chiều. Cơ chế chúng ta dắt chúng ta nhảy từ thái cực tả sang thái cực hữu. Năm nhỏ. Những người lạc vào mê tín không phải do tự chính họ. Họ là nạn nhân của một xã hội dưỡng sinh mê tín. Nếu một xã hội lành mạnh thì không thể để họ lạc vào mê tín. Nếu bạn không tin thì bạn tự trả lời câu hỏi rằng tại sao cũng tín ngưỡng mà ở các nước khác lại không xảy ra hiện tượng mê tín dị đoan và buôn bán thần thánh đại họa như ở nước ta. Muốn làm rõ hơn nữa nguyên do thì hãy đặt thêm câu hỏi: tại sao nhiều người dân lại tin vào những điều mê tín dị đoan như bây giờ? Từ một góc nhìn, câu trả lời thật đơn giản: bởi họ không biết tin vào đâu. Họ biết tin vào đâu khi chính những người có chức quyền cũng đi chùa xin chức quyền? Họ biết tin vào đâu khi những kẻ có tiền lại xây chùa chiền khuyến khích họ đi chùa cậy nhờ thần thánh? Họ biết tin vào đâu khi những bậc trụ trì khuyên họ cậy nhờ thánh thần? Họ biết tin vào đâu khi kẻ có quyền thay đen đổi trắng? Họ biết tin vào đâu khi kẻ có tiền mua trắng thay đen? Họ biết tin vào đâu khi quan tòa không bảo vệ lẽ phải? Họ biết tin vào đâu khi mọi việc phải dựa vào đồng tiền? Họ biết tin vào đâu khi kẻ có chữ bịt tai cúi đầu? Bởi vậy, họ phải cậy nhờ vào thánh thần và cả ma quỷ. Phần 6 cũng là kết. Khi mê tín lộng hành là chữ nghĩa đi vào cửa mạt,
mê tín lộng hành là có lỗi của kẻ biết chữ, để xã hội mất lòng tin là có lỗi của kẻ biết chữ. Hỡi những người chót học, hãy mạnh mẽ lên. Vâng thưa các bạn, không bao giờ muộn cả. Nếu các bạn có thời gian thì hãy tìm đọc những bài viết của tiến sĩ toán học Nguyễn Ngọc Chu. Ít ra ông giỏi toán đã đành, nhưng ông cũng còn giỏi cả chữ nghĩa. Ông viết rất nhiều những cái bài chúng ta đọc và thấy nó đầu óc nó sáng sủa lên. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, và tôi cũng khuyên các bạn rằng hãy tìm đọc những bài đó. Nếu không làm được gì có ích cho xã hội thì ít ra chúng ta cũng thấy giác ngộ hơn và cảm thấy rằng là có những người vẫn miệt mài đóng góp cho xã hội, làm cho xã hội trở nên văn minh hơn.